công bố chính thức thời gian mở cổng tiếp nhận hồ sơ chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ Úc năm 2019-2020. Xin chào các bạn, mình là Thông Nguyễn đến từ kênh Cuộc sống Úc, di trú Úc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thông báo về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2019-2020. Theo đó, cổng thông tin điện tử tiếp nhận thông tin cá nhân của công dân Việt Nam tham gia chương trình sẽ mở vào lúc 10 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2019. Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cổng thông tin điện tử tiếp nhận thông tin cá nhân của công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia trong năm tài khoá 2019-2020 sẽ mở vào 10 giờ sáng thứ Ba ngày 6 tháng 8 năm 2019. Trong đợt này, số lượng hồ sơ tiếp nhận là 200 hồ sơ chính thức và 80 hồ sơ dự bị để giới thiệu tới Úc cho việc cấp thị thực công dân Việt Nam đủ điều kiện theo chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia. Công dân đáp ứng các điều kiện sẽ được Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đồng ý cho lưu trú tại Australia theo quy định tại thông tư liên tịch số 21/2016/TT-LT. Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ngày 29 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của thỏa thuận về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ. Các trường hợp công dân Việt Nam được Australia cấp thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ được phép lưu trú tối đa là 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên vào Australia và được nhập cảnh nhiều lần. Công dân đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quá 31 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp thị thực theo chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ. Công dân không được mang theo thẻ trẻ em phụ thuộc đi cùng trong suốt thời gian lưu trú tại Australia. Công dân có hộ chiếu còn có giá trị. Tuy nhiên, nếu hộ chiếu còn giá trị dưới 1 năm, thì công dân nên đổi hộ chiếu mới trước khi xin cấp thị thực Australia để không phải xin cấp lại hộ chiếu trong thời gian tham gia chương trình. Công dân phải có chứng minh ít nhất 5.000 đô la Australia và vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam sang Australia và từ Australia về Việt Nam, hoặc chứng minh đủ khả năng tài chính mua vé máy bay khứ hồi. Đáp ứng các điều kiện về sức khỏe và nhân thân theo pháp luật của Australia quy định, công dân chưa tham gia chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ của Australia hoặc chương trình tương tự khác. Trong thời gian thị thực còn giá trị, người mang thị thực không được tham gia học tập và đào tạo có thời hạn quá 4 tháng. Công ty VFS Toàn cầu là đơn vị được phía Australia chỉ định tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của công dân Việt Nam theo chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia. Đơn vị này có trách nhiệm chuyển hồ sơ của công dân Việt Nam đến các đại sứ quán Australia để xem xét cấp thị thực. Công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại một trong ba địa điểm. Tại Hà Nội, địa chỉ tầng 3 tháp Galax, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Tại Đà Nẵng, địa chỉ tháp ABC, 218 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu. Và thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tầng 5 tháp Resco, 94-96 Nguyễn Du, quận 1. Công dân Việt Nam nhận kết quả thị thực từ Đại sứ quán Australia thông qua email. Trường hợp công dân không có email, thì Đại sứ quán Australia niêm phong chuyển về công ty VFS Toàn cầu để công ty VFS thông báo đến người lao động. Công dân Việt Nam sang Australia theo thị thực
chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ được gia hạn thêm 1 đến 2 năm khi công dân Việt Nam làm việc ít nhất 3 tháng tại khu vực phía Bắc Australia theo các ngành nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng và thu hoạch nông sản, trồng và khai thác gỗ, nghề cá và nuôi trai lấy ngọc, du lịch và khách sạn nhà hàng, vân vân. Chương trình thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ giữa Australia và Việt Nam bắt đầu thực hiện từ tháng 3 năm 2017. Chương trình hợp tác này cho phép các công dân trẻ tuổi Việt Nam với độ tuổi từ 18 đến 30 đến Australia trong thời hạn 1 năm để làm việc ngắn hạn và học tập. Chương trình này cũng cho phép các công dân trẻ tuổi Australia đến Việt Nam làm việc và du lịch. Hàng năm, sẽ có 200 ứng viên Việt Nam đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực đến Australia và tương tự 200 công dân Australia đủ tiêu chuẩn sẽ có thể nhập cảnh Việt Nam. Chương trình thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ sẽ cho phép các thành viên tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa và du lịch, lưu trú với thời hạn 12 tháng tại Australia kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên, làm việc trong thời gian lưu trú 12 tháng nhưng không quá 6 tháng đối với mỗi chủ sử dụng lao động và học tập không quá 4 tháng. Xin nhắc lại, địa chỉ nộp đơn tại Hà Nội, tầng 3, tháp Galax 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Tại Đà Nẵng, địa chỉ tháp ABC 218 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, tầng 5, tháp Resco 94-96 Nguyễn Du, quận 1.